nếu không có tìm nữa càng đẹp. Thế một phân thì béo bớt, một phân thì gầy. Cam kết với anh em cây này mà không xấu là hơi bị đẹp. Cũng được, phải không? Có núi là được, đừng có cao tốc. Đừng có Hà Nội, Hải Phòng là được. Nói những người lớn không tì vết. Không, cắt máu xong rồi cho em mượn 2 lít. Xe đấy chở mỗi 1-2 cục xoay xoay có may rồi ạ. Đáng lẽ ra phải nếm thử. Người đang bận là bao nhật các bạn dùng Việt Nam. Anh em mình vào live chấm cho nha. Anh em ơi, có câu hỏi thì cứ bình luận nha anh em mình nhé. Hiện tại thì bên em đang là bào khô. Lộc nha. Chúc tất cả anh em mình một buổi xem live hoan hỉ anh em nhá. Anh em vào live là có câu hỏi hay là có quan tâm gì anh em cứ bình luận lên cho em với ạ. Có biểu tượng cảm xúc thì cứ chấm lên cho em. Đang là lên hàng khô anh em nhá. Đây nè,
Vân đẹp. Cái này tấm này mà bào lên mặt tiền nhìn sướng lắm anh em ơi. Bào thô cũng như là làm thô hàng hàng sập chiếu này. Cái tấm này bữa giờ em like cho anh em mình liên tục từ khi mà bắt đầu làm đến đến lúc rẻ ra đến lúc đấy thôi. Từ lúc rẻ đến khi hoàn thiện luôn em. Đầu gỗ anh em. Chỗ này nó cứng này, gỗ nó vấp này. Lúc bào nó vấp và nó phù hợp thì anh em mình ủng hộ em vậy. Con ong ấy cứ bay vào cái cam. Em cũng quay cho anh em mình ạ. Cạnh ngã vạc giác rồi, lên mặt tiền bên em còn làm lại một lần nữa. Dày đậu 18 anh em nhé. Cũng gần anh Lộc Xuân ơi. Cũng gần ở cách khoảng 1 cây anh nhé. Cái cạnh một đầu là 1m9, một đầu là hơn 2m. 1m9 và một đầu hơn 2m. Chiều dài là 3m2 anh ơi. Anh Hải Nguyễn Văn nhé, dài 3m2 anh ạ. Nó đang là 3m24. Báo anh em mình 3m22, 3m23. Kích thước nó nằm trong cái khoảng đó. 3m23 anh em nhé. Rộng thì đầu bên đầu xa là nó 1m9, còn đầu bên này là hơn 2m anh em. Đầu bên này nó hơn 2m này. Đầu này nó hơn 2m. Đầu bên kia là 1m90 ạ, dày 18 ạ. Khoe cạnh tự nhiên. Đấy. Anh em nào thích hàng này cứ bình luận. Gỗ nguyên khối hoặc là anh em yêu thích, anh em mình đang tìm kiếm á, thì đừng quên là bấm đăng ký kênh nhá. Thường thì buổi tối á, buổi tối là em sẽ lên like anh em mình vào 8:30 đến 10 giờ. Trong khoảng thời gian đó nếu mà anh em mình rảnh thì anh em mình có thể ghé phiên like của em nhé anh em nhé. Vân tấm này cũng ok đấy anh Vân. Vân tấm này khá là đẹp đấy anh Hải ạ. Những kênh mà anh hỏi thì đều thuộc làng em hết. Ngày trước sơn chập gỗ cũng xuất phát từ chỗ em. Sau rồi chuyển đi làm. Hiện tại bây giờ ông già của hắn vẫn ở đây. Quả vào khá là khô. Này anh em mình về sử dụng thì nó êm. Tất nhiên là khi mà gỗ mà mới xả ra anh em chỉ cần đụng cưa vào thôi. Anh em mình chỉ cần đụng cưa vào thôi là nó sẽ có thở. Tất cả các dòng gỗ luôn anh em mình nhá, kể cả chắc cẩm hàng Việt. Chỉ cần anh em đụng cưa là nó sẽ có thở. Nhưng mà BU vào thì nó sẽ chìm anh em. Thời gian đầu kiểu gì cũng thế. Cho dù gỗ có khô đến đâu đi chăng nữa thì khi mà có một mạch cưa vào là nó sẽ thở.
trong trường hợp để lúa và không có anh em để lúa ở ngoài trời á, phơi nắng phơi mưa khi cả mấy năm trời cũng không bị gì, nhưng mà chỉ cần anh em có một mạch cưa vào là nó sẽ có những cái đường răn ở chỗ mạch cưa đó. Nên là khi mà anh em mình về sử dụng các BU, nên là BU anh em mình sử dụng là nó êm. Nhá, bởi vì nhiều khi lúc nó khô đi á thì nó lại không nhìn thấy vân nữa. À, nên là em sẽ ghi lại hình ảnh, anh em mình có quan tâm thì em sẽ gửi qua cho anh em ạ. Tấm 1m9 kia nữa này. Tấm này đang giao lưu anh em mình là 85 củ anh Chiến Ben ơi. Bên em đang giao lưu anh em mình là 85 củ bao gồm chân mế và phí vận chuyển rồi anh nhá. Đầu gỗ này anh em mình lấy hàng khô đấy là nó rất là xỉn rồi. Chiều dày là 18 ạ. Một đầu nhỏ là 1m9, đầu lớn là 2m16 ạ. Hàng có nhập Nam Phi, tên nhập khẩu của nó là Eco Mayer ạ. Tên nhập khẩu của nó là Eco Mayer anh em nhé. Có câu hỏi hay là anh em có quan tâm thì cứ bình luận thoải mái anh em mình nhé. Buổi tối em cũng hay lên live lắm anh em nhé, lên live rồi em trò chuyện trao đổi về những cái hàng của buổi tối này. Thì những cái sản phẩm đây thì tới buổi tối này là kiểu gì cũng ấy anh em mình, cũng có hình ảnh cho anh em mình xem rồi. Anh em nào mà có bận công việc á thì trước khi rời live anh em mình cho em xin cái nút đăng ký kênh anh em mình nhé, để khi mà em lên live anh em mình nhận được thông báo vào live trò chuyện cùng em ạ. Vân này, đầu gỗ đây anh em nhé, xỉ lắm này. Đấy, đầu gỗ rất là xỉ nhá. Mà vân này. Vân đẹp nhỉ anh em ạ. Vân đẹp. Vân đầu bên này. Đấy. Cạnh thì loại bỏ rác rồi nhá. Cạnh phải loại bỏ rác rồi. Alo. Ai à? À biết cái sao đấy? Có.
máy ở trong nhà. Đi khi nào vào, khi nào vào. Hả? Chạy biết nhà bà Rơi không? Chạy qua nhà bà Rơi hoặc là tới chỗ km 12 á. Vậy thì chưa. Đấy nhá. Anh em mình sử dụng mà nó không xảy ra tai nạn thì bắt vào em nó lại nó chạy nó khác là nó lại gây tự cái gây chạy máu rồi bắt vào thôi là nó cũng đã bị tai nạn rồi, nên là nó sẽ chọn cái bạn đi. Còn tất cả anh em mình một buổi trưa không nghỉ. Bảo Lai có câu hỏi hay là có quan tâm gì anh em cứ cho em xin những bình luận bên dưới được. Em quay cho anh em mình cùng tham khảo nghe em nhé. Và lại có câu hỏi thì anh em cứ để lại cho em xin cái bình luận đi anh em ơi, bình luận xuống bên dưới ạ. Hãy bớt ra một giây bấm cho em xin nút đăng ký, nút theo dõi nhé. Thường thì mỗi buổi tối em...
hai cái đầu đi. Đó. Đó rồi, tao muốn nó rồi, thay nồng. Đang quét nước nót thứ hai. Nhìn chung để mà lên được một sản phẩm như này thì nó mất khá là nhiều công. Nước nót thì cũng phải ít nhất cũng phải được 4 nước nót anh em. Ít nhất cũng phải 4 nước nót thì lúc đấy mới tiến hành BU được. Thank you.
có sẵn cái truyền thống rất nhưng anh cười các anh đâu nghe được không rồi quét xong nước nó thứ hai rồi chưa ô cái chữ S hôm bữa đóng kim chống nứt hẳn luôn vào đây. Đẹp phết đi chứ anh em ơi. Cảnh thì bên em để nó khô như thế này từ khi anh em chốt rồi thì em mới làm đi anh em ạ. Vì phần cảnh này để cho nó thở. Phần cảnh này em để như thế cho nó thở. Khi nào anh em mình có chốt thì em chỉ lót thôi. Tất nhiên cảnh chỉ lót, không cần thiết phải làm BU đâu. Đào quyết. Hey.